Hi, hello, hôm nay mình sẽ review cho bạn xem cái phụ RCTV S2 có tăng chỉnh cho AC150-135. Hai cây này nó giống như y chang luôn bạn, nó khác nhau với xíu thì độ ngắn thôi, ngắn dài thôi chứ nó không khác nhau gì á. Đây là bên trong hộp mình mở ra thì có một cái, đầu tiên là một sách, đây là sách bảo hành, phụ này thì bảo hành 12 tháng nha bạn. Đây, cây này là 2 triệu mấy, gần 3 triệu nha bạn. Một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng phuộc bằng tiếng Anh và giới thiệu các cách chỉnh của phuộc á, CB rồi các mẫu mã phuộc đời đó bạn. Đó, thì bạn nào quan tâm thì mua về hãy xem. Một cái cây này là cái cây chỉnh phuộc ha, và con ốc để chỉnh ở trên cây phuộc, không thì chỉ ha. Rồi, một sticker, một tấm phiếu bảo hành. Đây. Ở đây là chúng ta sẽ có ghi bảo hành là 1 năm. One year nè bạn. One year là 1 năm. Rồi khi mà mình giao hàng đi thì mình sẽ ghi bảo hành đó. Rồi đây là cây phuộc của chúng ta. Bạn đừng nhìn cái thấy cây phuộc có nhỏ vậy thôi, nhưng mà cây phuộc này nó phải nặng tầm khoảng là 2kg, 2kg đến 3kg nha bạn. 2 đến 3kg cho một cây phuộc bé tí vậy nè bạn. Cái này nó rất là nặng, tại vì sao? Thứ nhất là lò xo lớn, nguyên khối CNC, đầu trên đây của nó là nhôm các bạn. Và ở đây là ốc inox nè. Ở đây là cũng mắt trâu inox luôn. Bạn thấy cái độ hoàn thiện của mắt trâu không? Rất là đẹp nha. Đây, mắt trâu nè, tiện vậy đấy chứ, để cho các bạn dễ gắn vô phuộc ha. Mắt trâu inox nè, mắt trâu inox, phuộc RCTV. Cái núm này không phải là núm chỉnh nha bạn. Cái này là đồ để vô dầu nha bạn, canh dầu quá chứ không phải là núm chỉnh. Chúng ta không chỉnh ở đây, chúng ta chỉnh ở đây. Chân phuộc đây, và mình thử dặn cho bạn nghe tiếng kêu nha. Nhớ không làm cái này khoảng 28-30 nấc thì mình sẽ không điếm, mình sẽ dặn cho bạn nghe tiếng thôi ha. Còn bạn nào mua về sẽ điếm sau. Bể dầu rất là lớn. Bể dầu là bao nhiêu đây nha bạn? Hành trình nhúng của nó là khoảng là 3cm hành trình nhúng ở đây. Và ti là ti vàng, ti 16 nha bạn, rất là to luôn. Rất to. Đây, đã không? Phuộc này độ cứng là 800 lbs, có nghĩa là độ cứng này là im dịu, nó không cứng nha bạn. 800 lbs là nó im dịu thôi chứ nó không cứng. Còn ví dụ mấy bạn thấy độ cứng mà cả 1000-1200 thì nó mới cứng nha, còn 800 á là nó dẻo. Cho mấy bạn nào hết sự im ái ha. Rồi cây này là LC135, bạn thấy không? Ở đây nè, LC135 là gắn cho AC135 nha bạn, thấy chưa nè, LC135. Còn những AC150 thì ghi LC150 vậy thôi. Khách này của mình mua cho 135. Cây này đã luôn. Rồi hôm nay đóng hàng mình gửi giao thôi. Ở trong mấy chi tiết nhưng mà nhỏ quá, ở trong đây nó có chữ logo RCTV ở ngoài cái phốt thì rất là khó quay vô được trong đó, nên mình sẽ không cho bạn xem. Nhưng mà ở trong đây chỗ phốt cao su này có chữ RCTV, và đây là hàng chính hãng 100% nha bạn. Rồi hôm nay mình sẽ đóng gói gửi cho khách thôi, và đây là phuộc RCTV cho AC135.